Release it, Gohan! Release everything! Remember all the pain he's caused, the people he's hurt! Now make that your power! Say goodbye! Stand by. Channel lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review với các bạn về những mô hình của Dragon Ball. Và ở trong tập trước thì có một bạn yêu cầu mình là hãy review về trận đánh của Gohan với lại Sinh Bộ Hung. Thì hôm nay mình đã đặt về được bộ mô hình Gohan và Goku trong trận final với lại Sinh Bộ Hung phiên bản hoàn thiện nhất. Các bạn có thể thấy. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng đập hợp bộ mô hình này với mình nha. Như các bạn có thể thấy trên tay mình đây đang là hộp mô hình Goku và Gohan đang đánh trận chiến cuối cùng với lại Sơn Bọ Hung phiên bản hoàn thiện nhất, hay còn gọi là Cyber Fat. Thì các bạn thấy hộp được thiết kế rất là to đẹp, hộp này to hơn bình thường, cũng đơn giản thôi vì nó chứa tới hai nhân vật là Goku và Gohan. Bạn có thể thấy đây, Gohan đang bị phế một tay rồi, bị Cell phế một tay rồi. Trong cái phần đánh với Sơn Bộ Hung này thì Gohan được xem như là nhân vật chính và là người kế thừa hoàn hảo nhất của Goku. Đây là một trận chiến rất là hay và cảm động. Các bạn có thể thấy hộp được in rất là chi tiết, rất là đẹp. Không biết cái hình ở trong nó có được đẹp giống như là cái hộp in ở ngoài không. Thì xin mời các bạn bây giờ hãy cùng unbox với mình cái hộp này nha. Sơn Bộ Hung tạo thành một hoạt cảnh xem như thế nào nha các bạn.